Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại một con phố của Hà Nội và như quý vị có thể thấy thì với cái nắng nóng như hiện nay thì bất cứ ai ra đường đều phải bịt kín để tránh nóng. Và chúng ta đang ở những ngày nắng gay gắt của mùa hè đang diễn ra. Nắng nóng là vậy, tuy nhiên nếu như về nhà với không gian nhà ở bí bách và nền nhiệt cao thì cũng khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, không có gì là đang ở ngoài đường cả. Vậy làm như thế nào để giúp cho không gian nhà ở trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn, giúp chúng ta tránh được cái nắng nóng ở ngoài đường thì xin mời quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng nhau xem một phóng sự ngắn ngay sau đây. Những ngày qua, tại thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn đang phải trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè, với nhiệt độ cao nhất có thể vượt ngưỡng trên 40 độ C. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều người dân mệt mỏi mỗi khi đi ra đường, thậm chí là trong không gian nhà bí bách, bó hẹp, với nền nhiệt phòng cao cũng khiến những ngày hè trở nên khó chịu hơn. Chưa kể những dịch bệnh, những mối nguy hiểm cho sức khỏe trong những ngày nắng nóng cũng sẽ gia tăng. Chính vì thế, những cách để làm mát không gian trong phòng khách, phòng ngủ vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm đang là từ khóa hot nhất được nhiều người tìm kiếm trong những ngày qua. Mình thì có hạn chế sử dụng các thiết bị điện ở trong nhà và có đặt một số chậu nước ở góc phòng cho mát hơn. Đối với mình, điều hòa là số 1 để tránh nóng trong mùa hè này. Vào những ngày nắng nóng thì mình thường thay chăn ga gối đệm mỏng để phòng ngủ mát hơn. Để tạo một cái không gian xanh mát trong ngôi nhà thì xung quanh nhà thì mình có thiết kế trồng thêm những cái hệ thống cây xanh. Ngoài ra thì tại các phòng thì mình có lắp thêm những cái hệ thống rèm cửa để tránh nắng và giảm nhiệt độ cho phòng. Rõ ràng, vào những ngày thời tiết ngoài trời trở nên gay gắt thì không gì tuyệt vời hơn nếu được hòa mình vào một không gian ngôi nhà tươi mát, nhất là những lúc nghỉ ngơi, thư giãn. Khi con người ngày càng tiến gần hơn đến lối sống hiện đại, tiện ích, thì chiếc điều hòa cũng được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở các hộ gia đình. Điều hòa đem đến cảm giác mát mẻ, thư thái, dễ chịu. Đặc biệt khi gia đình bạn có trẻ em và người già, thì chiếc điều hòa càng phát huy tác dụng. Trong cái không khí nóng bức như thế này, nhà mình thì lại còn có cả con nhỏ nữa, cho nên là mình đã sắm ngay một chiếc điều hòa để có thể cho gia đình có một không khí trong lành và tươi mát. Chính vì thế mình đã lựa chọn chiếc điều hòa Zetec Inverter của Sharp với cái tính năng thông minh kết nối điện thoại. Điều hòa mình có thể xem được cái mức độ tiêu thụ điện và tình trạng phòng rất tiện lợi. Trong cái không khí nóng bức như thế này thì mình chỉ cần bật điều hòa lên là cả gia đình có thể ngồi vui vẻ nói chuyện với bên nhau rồi. Bằng cách sử dụng các công nghệ độc quyền như Plasma Cluster Ion và AIoT thông minh, máy điều hòa thế hệ mới của Sharp sẽ kiểm soát luồng không khí hiệu quả và tiết kiệm năng lượng tối ưu. Đặc biệt, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể kiểm tra hoạt động của máy điều hòa, tình trạng phòng và điện năng tiêu thụ một cách đơn giản, dễ dàng. Nghỉ ngơi, thư giãn trong một không gian nhà mát mẻ, thoáng đãng sau một ngày làm việc bận rộn luôn là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày. Vậy sử dụng điều hòa thế nào là đúng cách để tận hưởng không khí mát lành? Chắc hẳn tiết kiệm điện và bảo vệ sức khỏe sẽ là những yếu tố cần được quan tâm hơn cả.